giải phẫu chi trên các xương và khớp của bàn tay và ngón tay để bắt đầu với xương và khớp của bàn tay hãy điểm qua tên của chúng đây là tám xương cổ tay và đây là năm xương bàn mỗi ngón tay có các xương ngón gần xương ngón giữa và xương ngón xa ngón cái chỉ có hai xương ngón tay đó là xương ngón gần và xương ngón xa tên của các khớp của bàn tay khá dài khớp giữa các xương cổ tay và xương bàn tay được gọi là các khớp cổ bàn tay khớp giữa xương bàn và các ngón gần là khớp bàn ngón tay khớp giữa các xương ngón tay là các khớp gian ngón tay gồm khớp gian ngón gần và khớp gian ngón xa viết tắt theo tên tiếng anh của các khớp này là khớp cmc mp và ip chúng ta sẽ xem xét các xương theo trình tự từ trên xuống xương và khớp cổ bàn tay chúng ta đã biết tên của các xương cổ tay ở phần trước hãy quan sát hình dáng chung của chúng có hai chỗ xương nhô lên ở mỗi bên ở bên trụ là xương đậu và phần này của xương móc gọi là móc ở bên quay củ của xương thuyền và màu của xương thang với những chỗ xương cổ tay nhô lên như vậy chúng tạo nên nền và các thành bên của một khoang được gọi là ống cổ tay đây là hình dáng của các xương cổ tay ở cơ thể sống các khớp quai cổ tay và khớp giữa cổ tay bị che bởi các dây chàng bao khớp lớn của chúng đây là bốn chỗ nhô xương đã trình bày củ của xương thuyền màu của xương thang xương đậu và móc của xương móc và đây là ống cổ tay, vẫn chưa có phần mái của nó. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem xét các xương bàn của bốn ngón tay và khớp cổ bàn tay của chúng. Đây là các khớp cổ bàn tay, nền của bốn xương bàn ngón, được bó chặt với nhau, tiếp khớp ở đây, với hàng dưới của các xương cổ tay. Nền của xương bàn tay thứ nhất, của ngón cái, tiếp khớp riêng biệt ở đây với xương thang bốn khớp cổ bàn tay này chỉ cho phép một lượng nhỏ vận động xương bàn thứ năm là xương di động nhất xương thứ tư di chuyển ít hơn xương thứ ba hầu như ít di chuyển và cả xương bàn thứ hai khi các khớp bàn ngón gấp các đầu xương bàn nằm trên một đường cong dây chẳng vững chắc này là dây chẳng ngang xương bàn tay sâu. Nó giữ các đầu xương bàn của bốn ngón tay khỏi tách nhau ra. Bởi vì nó băng ngang mỗi khớp bàn ngón, dây chẳng này liên tục với một cấu trúc mà được gọi là tấm gan tay (bà mạp lết). Bởi vì nó không nối với xương bàn thứ nhất, dây chẳng này không ngăn cản vận động của ngón cái tách khỏi bàn tay. Các xương và khớp bàn ngón tay. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét các xương và khớp của bàn ngón tay. Các xương ngón gần và ngón giữa thì phẳng ở các mặt gấp. Các gân gấp chạy dọc ở đây. Bao gân bao quanh các gân gấp gắn với các gì này. Đầu của xương ngón xa phẳng. Các đầu mút sợi của đầu ngón tay gắn vào đây. Chân móng tay gắn ở đây. Bây giờ chúng ta hãy quan sát khớp bàn ngón tay. Đó là các khớp mà các ngón tay tách khỏi bàn tay. Chúng ta sẽ lấy các ngón khác đi, để có thể nhìn khớp này từ mọi phía. Mặt khớp của đầu xương bàn có hình cong theo hai mặt phẳng, từ bên sang bên, và từ trước ra sau. Nên của xương ngón gần có một diện khớp lõm và cũng cong theo hai mặt phẳng. Hình dạng của các xương cho phép tầm vận động gấp và rưỡi lớn ở các khớp bàn ngón. Nó cũng cho phép một tầm vận động sang hai bên, nhiều hơn khi khớp rưỡi. Và ít hơn khi khớp gập, và chúng ta sẽ biết tại sao sau. Giờ hãy xem khớp này trông như thế nào trong cơ thể sống. Khớp bàn ngón có một bao khớp, lỏng ở mặt lưng. Để cho phép khớp gập, ở mặt trước. Bao khớp khá dày thành một mảnh sụn sợi chắc, gọi là tấm gan tay. Cũng được gọi là dây chằng gan tay. Tấm gan tay di chuyển cùng với xương ngón gần khi khớp gập. Đây là tấm gan tay đã được rạch dọc để cho tay thấy độ dày của nó. Như chúng ta đã biết, có một số cấu trúc quan trọng gắn với tấm gan tay hoặc hòa lẫn với nó. Một cấu trúc mà chúng ta đã biết là dây chẳng ngang bàn tay sâu nó ở đây ở đây chúng tôi đã lấy bỏ hầu hết bao khớp để chúng ta có thể thấy hai dây chẳng bên lớn giữ các khớp bàn ngón với nhau các dây chẳng bên chạy chéo từ mặt lưng của đầu xương bàn tay đến mặt trước của nền xương ngón gần các dây chẳng bên lòng lèo khi khớp duỗi nhưng khi khớp gấp nó căng lại do đó khi khớp duỗi, vận động ngón tay sang hai bên xảy ra dễ dàng hơn. Nhưng khi khớp gấp, dây chẳng căng cản trở vận động dạng khép này này. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem các khớp gian ngón. Các khớp gian ngón gần và xa khá giống nhau. Chúng khác với khớp bàn ngón ở chỗ. Chúng chỉ cho phép vận động gấp và duỗi. Đầu của xương ngón tay cong chủ yếu từ trước ra sau với một ít lõm xuống ở giữa. Nền của xương ngón tay nối với nọc có mặt cong tương ứng. Bao khớp của khớp gian ngón cũng giống như bao khớp bàn ngón nhưng các dây chẳng bên thì khác biệt. Ở chỗ, chúng căng như nhau khi gấp, và khi duỗi. các xương và khớp của ngón cái. Khớp cổ bàn thứ nhất là khớp làm cho ngón cái có vị trí đặc biệt của nó và tạo nên nhiều vận động riêng biệt. Chúng ta hãy lấy các đầu xương bàn ngón đi để thấy diện khớp. Đây là khớp cổ bàn thứ nhất. Nó nằm ở phía trước so với các khớp cổ bàn ngón khác và tạo một góc so với các khớp khác. Vì thế, Ngón cái và xương bàn ngón của nó nằm ở phía trước so với các ngón và xương bàn ngón khác. Bởi vì góc của khớp cổ bàn này, ngón cái không hướng ra trước như các ngón khác mà hướng sang bên, ngang qua các ngón. Diện khớp ở xương thăng tạo đường cong ở hai mặt phẳng, từ phía bên sang bên và từ sau ra trước, giống một hình yên ngựa nên của xương bàn thứ nhất cũng cong theo cách như vậy. Hình dáng của các diện khớp này cho phép xương bàn thứ nhất vận động theo mặt phẳng này, và cả theo mặt phẳng này. Chúng ta sẽ gọi tên những vận động này sau, nhưng trước hết, hãy xem tiếp hai khớp khác của ngón cái. Khớp bàn ngón của ngón cái không như các khớp bàn ngón khác. Nó giống một khớp gian ngón hơn. Nó chỉ cho phép gấp và duỗi. Ở mặt gấp của khớp, có hai xương vừng nhỏ, nằm trong bao khớp. Khớp gian ngón duy nhất của ngón cái thì giống như các khớp gian ngón khác. Bây giờ chúng ta hãy trở lại khớp cổ bàn thứ nhất để xem xương bàn thứ nhất di chuyển như thế nào và tên của các vận động đó. Vận động ra xa so với xương bàn thứ hai được gọi là dạng. Vận động hướng đến xương này được gọi là khép vận động ở góc vuông so với trục này được gọi là gấp và duỗi hai nhóm vận động này thường kết hợp với nhau khi vận động như vậy xương bản thứ nhất cũng xoay quanh trục dọc của nó như cây bút này khi xương dạng và gấp nó xoay trong khi nó khép và duỗi nó xoay ngoài sự xoay quanh trục này không thể xảy ra đơn độc mà chỉ là một phần của các vận động khác tầm độ nhiều hơn này xoay xương bàn ngón cái xảy ra bởi vì hình dạng phức tạp của các diện khớp cổ bàn thứ nhất vận động phức tạp và quan trọng này của ngón cái được gọi là đôi ngón đó là sự kết hợp giữa dạng gấp và xoay trong tất cả vận động này xảy ra ở đây ở khớp cổ bàn thứ nhất bởi vì có sự xoay của xương bàn đầu của ngón cái sẽ chỉ đến các ngón tay khác một khi ngón cái ở tư thế đôi ngón gấp ở các khớp bàn ngón và gian ngón đưa đầu ngón cái đến tiếp xúc với các ngón khác. Chúng ta hãy xem lại các vận động của ngón cái. Đó là dạng khép, duỗi, gấp và cuối cùng là đôi ngón. Cảm ơn bạn đã xem video này.